Hoa gì ấy? Phải cẩm ly không? Đây là dối con ở bàn đường. Quang Dũng, là Quang Dũng đá dày trầm ấm anh ơi. Đây, hẹn ly anh mà. Không, anh Long Nhật. Bất ngờ chưa? Lục. Lớp bị giả. Tú của tao, nguyên nhân mình mang niềm nhớ. Thử thách chúng tôi xin phép được bắt đầu. Sao em chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, anh Hưng ơi, có chừng đau khớp đó. Ủa kiếm cái gì vậy tụi bay? Tú ơi, giờ tung lục tung lên Tú ơi. Cứ bình thường, cứ từ từ mà đi. Chị có thật sự chị muốn chơi không? Chị muốn chơi nhưng mà không nhất thiết phải chơi một cách vội vã, vội vàng như vậy. Rồi, một bóng đỏ, hai bóng đỏ. Bà đếm đi. Ê, từ từ á, mình đếm chưa? Ê, không có cho đường ý thôi. Ê, đừng đếm. Đúng rồi, tí nữa cái này nó đợi trên mà. Không. Anh vừa đẹp mà anh còn vừa lịch sự nè. Anh thắng nha. Cái gì vậy? Không biết nữa.